hiện nay là máy có chức năng đó là sẽ tiếp nhận, là nhận hồ sơ và trả hồ sơ 5 thủ tục hành chính. Trên cơ sở cái yêu cầu của dân thì dân sẽ đến máy và chọn cái loại thủ tục mà mình cần. Thì trên cơ sở chọn thủ tục xong thì máy sẽ hiện ra những cái trường thông tin cơ bản về thông tin của người dân để nhập vào thao tác tại máy, để còn in biên nhận rồi biết là người dân nào đang thực hiện thủ tục chính đó. Thì khi nhập các trường thông tin xong thì máy sẽ cung cấp những cái hồ sơ mà người dân phải gửi vào máy. Như vậy thì với ứng với thủ tục hành chính đó thì gồm những thành phần hồ sơ nào, thì khi mà những thành phần hồ sơ nếu người dân đã chuẩn bị ở nhà rồi thì rất là đơn giản, chỉ cần bỏ vào túi hồ sơ có sẵn ở máy thôi, tại túi hồ sơ có mã vạch, thì bỏ vào túi hồ sơ xong thì nộp hồ sơ. Còn nếu như người dân mà chưa có chuẩn bị sẵn ở nhà thì máy cũng sẽ có chức năng là in các biểu mẫu thành phần hồ sơ đó, thì người dân sẽ in ra rồi điền lại chỗ luôn cũng được. Vậy thì khi mà hoàn thiện hồ sơ theo máy xong, bỏ vào túi hồ sơ thì người dân gửi vào máy thì máy sẽ nhận hồ sơ đó. Nếu như hồ sơ có thu phí thì máy sẽ đề nghị là nộp phí, máy sẽ thu phí bằng tiền mặt, thì người dân sẽ nhận cái biên nhận, thì biên nhận có ngày hẹn trả rồi có mã hồ sơ, hồ sơ đầy đủ thông tin của người dân. Hôm nay tôi đi làm về làm thông tin kế hoạch xây dựng nên tôi làm theo dẫn ở đây thì rất là nhanh, tiết kiệm thời gian tôi rất là nhiều. Công tác sử dụng này thì tiện lợi cũng theo hướng dẫn thôi, không có gì khó. Tôi cũng nên nhân rộng cái mô hình này tại vì ai cũng có thời gian riêng nên mình rút gọn thời gian được là rất là tốt.